Không cần phải lo. Tôi không bao giờ buộc tội cho những hành động mà anh không hề gây ra đâu. Vậy là tôi được thả ra hay sao? Tôi sẽ không khởi tố vụ án này của anh. Nhưng mà anh chuẩn bị ngồi bóc lịch vì tội danh mua bán dâm đi là vừa. Anh viết trong cuốn sổ còn gì? Tình huống này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nè đồ khốn kia, tưởng tôi còn là thằng ngốc như 5 năm trước à? Vì cái mạng quen của anh, nếu như anh nói ra đã gặp tôi hay tiết lộ về sự tồn tại của tôi thì tôi sẽ cho anh vô tù ngay lập tức. Cứ từ từ suy nghĩ đi, xem anh nên làm thế nào cho đúng. Quyết định là ở anh hết.